một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu đương hoa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, ai chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình giữa phải dấu tư một buổi chiều, thật buồn mai sáng theo nhau về. Giờ thương giang kín lấp lơi dưới vắng tương lai mịt mù, bóng anh đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đầy vỡ. Dạ chào chị Phương, chào bé Phương nha, chào bé Khánh Phạm, Hè Lá, Đức Quyển, Quyết Hằng, Lê Hai. Hello chị Tuyết Ca. Hôm nay là trưa thứ năm. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, ai chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn mai sớm theo nhau về. Giờ thương giang một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu Phương ơi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đầy vỡ tan. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn mai sớm theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù, bóng mình đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mù khơi. Còn gì đó anh hỡi, tất kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đầy vỡ tan.
giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng còn tiền này đây vỡ. Là còn xinh gái, trời ơi cảm ơn đội chị nha, cảm ơn những lời khen. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngọt nhất xẻo đi, xẻo đi trời ơi. Dạ cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Anh chị mình nhớ chia sẻ giúp em nha mọi người. Mọi người chia sẻ giúp em đi, rồi em sẽ gửi tới anh chị nhiều bài hát. Just so là liều thuốc cho trái tim được không? Liều thuốc nào cho trái tim đây? Trái tim này bị tổn thương quá rồi. Ai có liều thuốc nào cho em một liều thuốc được không ạ? Thi Tỷ Lệ. Dạ, ai chia sẻ cho Yến thì cứ chia sẻ nhiệt tình. Còn ai mua hàng thì cứ mạnh dạn lên số điện thoại bên dưới cho anh Yến nha mọi người ơi. Đó, hôm nay ông anh Yến quá trời quá đất rồi. Chống nắng bài hát, một bài để thay đổi không khí mọi người. Một bài hát để thay đổi không khí nha. Dưới 5 tuổi chưa dùng được tăng cân nhẹ mà. Mệt quá cái bài này, mệt trời luôn, lên không nổi các anh chị. Thật sự bình thường thì lên còn nổi, gặp cái giọng em đang bị khào với lại đang bữa trưa nữa. Cái giờ này giọng chưa đủ mỡ nữa. Anh chị ơi, xuống chợ thành công. Dạ, mới bị té nhẹ nhẹ thôi, xuống chợ dốc cao quá mới bị té nhẹ nhẹ thôi. Mà vẫn đi chợ được, vẫn về được, vẫn về kịp. Anh chị mình muốn mua gì anh chị lên số điện thoại bên dưới giúp em nha. Có số mới chốt được đơn nha mọi người ơi. Tăng cân sửa mặt tại tôi chết. Riêng cái chống nắng ngày hôm nay, ai mua hai tiếp màu xanh giá 700.000 đang được giảm còn 444.000 thôi anh chị ha. Hai tiếp màu xanh giảm còn 444.000. Đó, hoặc là mua hai tiếp màu cam, mua hai tiếp màu cam tặng luôn các anh chị một tiếp màu xanh. Mua hai màu cam tặng luôn một màu xanh cho các anh chị nha. Quá tuyệt vời. Xuống Tân Nguyên cho gần nè. Trời ơi, Tân Nguyên em chỉ qua đúng một lần thôi là qua Nam Tân Nguyên bị lạc chứ không phải qua. Đi thành phố á, đi thành phố với chị cái xong bị chạy sao. Chạy sao không biết, chạy qua tới Nam Tân Nguyên luôn. Cái đường Mỹ Phước Tân Vạn á, chạy không biết chạy sao mà qua tới Nam Tân Nguyên luôn. Nhìn cho thấy khu công nghiệp Nam Tân Nguyên, trời ơi muốn khóc tiếng miên luôn. Nhìn đồng hồ thấy 6-7 giờ tối rồi, giờ đó rất là sợ. Hỏi đường muốn chết luôn mới về lại được tới Thủ Dầu. Qua lại Thủ Dầu á. Tự nhìn vô thấy tự nhiên khu công nghiệp Nam Tân Nguyên. Anh chị ơi, anh chị mình mua hàng nhân thủ lên số điện thoại bên dưới giúp em đi mọi người ơi. Collagen nè, hiện tại là collagen là mua một hộp collagen sữa ấm chúa 450, mua 4 hộp tặng luôn cho mình một hộp collagen sữa trắng nha em. Hoặc là mua 3 hộp collagen viên DC Plus tặng luôn hộp sữa trắng nha em. Cứ 3 viên DC tặng luôn mình một sữa trắng, hoặc là 2 DC tặng mình một DC ha. Còn chống nắng thì hôm mua lẻ đi. Không thôi cháy hàng ráng chịu nha mọi người. Mua lẻ lẻ không thôi cháy hàng ráng chịu mọi người ha. Hello chị Trang nha, chào chị Trang. Tăng cân sửa mặt tại tôi chết, nhà em đều có hết. Điều quan trọng các chị muốn mua cái gì anh chị phải lên số mới được. Lên số mới được mọi người ơi. Vương Phương Thảo, dạ em cảm ơn Vương Phương Thảo, anh mua cái gì vậy? Cảm ơn Vương Phương Thảo nha. Cảm ơn, xin chào. Hai chống nắng bây giờ bao nhiêu em? Dạ hai chống nắng màu xanh hả? Hai chống nắng màu xanh thì có 444.000 à. Giá gốc tới 700.000 lận. Nhìn bạn là mình không ưa rồi đó. Sao? Nhìn bạn là mình không ghét quá. Mọi người cứ ghét nờ lỡ, mọi người ghét nờ lỡ mọi người. Mọi người tô xích. Ghét là yêu. Mọi người vô xíu nữa tô xích nờ lỡ. Mọi người vô tô xích. Mọi người vô tô xích cho em. Đánh sập fan gì Nhật Lệ đúng không? Không biết xin nữa mọi người đánh sập hay là em chuẩn bị em bị sập trước. Em sinh năm bao nhiêu vậy? Dạ. Dạ rồi. Đó anh chị mua lẹ lẹ sớm sớm nha mọi người ơi. Mua sớm sớm cho em, em xuống live em đi
cà thơi. Em đi cà thơi mọi người. Collagen sủi đều có, collagen viên đều có. Hôm nay anh chị mình sập sàn với các anh chị luôn. Hai chống nắng xanh bao nhiêu? Hai chống nắng xanh bây giờ có 444.000 người đẹp ơi. Người đẹp Hoa Anh Đào ơi, 444.000 à chị đẹp. Ờ, giá gốc tới 700.000 hai tiếp lận. Bây giờ chị mua hai tiếp có 444.000, quá ưu đãi luôn. Anh chị muốn mua gì mua sớm sớm cho em nha mọi người. Mua gì mua sớm sớm cho em để em chốt đơn cho mọi người nha. Có nước hoa nữ không? Có luôn Khánh Ngọc ơi. Mình mua thì mình để số cho em gọi điện tư vấn liền cho mình nè. Tại vì số lượng ít lắm. Số lượng ít xỉn à. Còn mấy chai à chị. Chị Khánh Ngọc chị lên số cho em nha. Bé Yến dạo này tự tin thế nhỉ? Trời ơi em lúc nào chả tự tin. Tự tin thì mình mới xinh được chứ. Đúng không? Chỉ có tự tin thì mình mới cảm thấy mình xinh. Đúng không mọi người? Chỉ có tự tin mới cảm thấy mình xinh thôi. Đúng không bạn? Trời bạn này đeo cái đồ bông này gì, dầu dữ vậy trời. Sao mà dầu dữ vậy bạn? Lâu ngày mình gặp lâu ngày mình gặp bạn bằng dầu quá trời dầu rồi. Thôi chào mọi người, cho em xuống live stream em thu một bài hát mọi người ơi. Chào mọi người nha. Bye bye mọi người. Em xuống sớm, cả em xuống sớm, cho em xuống sớm bữa mọi người. Bye bye.